văn hóa giữa Việt Nam và các thành viên của SNG tại phố biển Nha Trang xinh đẹp, một điểm đến mà có thể nói không những của Việt Nam mà là một trong những cảnh đẹp có thể nói là của khu vực và thế giới, đã được các du khách Nga và các cộng đồng các nước SNG rất yêu thích. Sau những ngày sôi nổi với sự thi tài rất phong phú, rất đa dạng trong các lĩnh vực âm nhạc, tài năng và thời trang, tối nay là buổi giao lưu văn hóa sẽ khép lại với đêm gala với những phần biểu diễn, những tiết mục đoạt giải xuất sắc nhất. Chúng tôi hy vọng sẽ là điểm nhấn thú vị và mang lại cho quý vị thật nhiều niềm vui trong tối nay. Thank you.
Hoàng Gia.